cảm ơn Sitina. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thần Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thường Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 28. Pá ma đăng áp pá ma đề na giá đà nú đá trí phan lý tô banh nha pa sa đá ma ri há á sô cô sô ký minh pá chăng pá pá tắc thô quá bùm mắt thề thi rô bà lê á quét khá tí pá ma đăng áp pá ma đề na giá đà nú đá tí văn lý tô văn nhà ba sa đá ma huy há á sô cô sô ký nin phá chăng bát bá bát thô quá bùm mát thê thi rô ba lê á quét khá tí người trí dẹp phóng vật giới hạn không phóng vật leo lầu cao trí tuệ không sầu nhìn khổ sầu bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng bản dịch của hòa thượng Minh Châu niệm tâm phóng vật lùi xa thoát khỏi phiền não binh ma cuối đèo cao sơn trí tuệ khéo trèo vô minh đau khổ nằm queo đám người bản phổ thơ hòa thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Nhiên. Dạ, sơ thú. Chị cảm dân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thường Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thanh trà, quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn Rạng Đông đã cho biết nghe rõ. Dạ, cảm ơn Huynh Quách Thành Á. Bây giờ Tuệ Nhiên xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 28. Đề na yết đà nú đa tí ban đi tô bài nhà sa bành nhà bà sa đam ma ri ha a so cô so kim bát áp bát tất thô áp bát tất thô quốc phùm mát thề thì rô bạch lê a quét khá tí bà ma đăng áp bà ma đê na gia đa nu đa tỳ bần đi tô bành nha pa sa đa ma ri ha a so cô so kỳ niệm ba chăng ập ba ta thô qua phẩm mặt thế thi rô ba lê à quên khá ti bà ma đăng ngập bà ma đê na gia đa nu đa tỳ bần đi tô bành nha ba sa đa ma ri ha a so cô so kỳ ninh ba chăng ập ba ta thô wa phum mát thê thi rô ba lê a quê khá ti người trí đẹp, người trí dẹp phóng vật, giới hạnh không phóng vật,
leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Hòa thượng Thích Minh Châu: niệm tâm phóng dật lùi xa, thoát khỏi phiền não binh ma cuối đèo, cao sơn trí tuệ khéo trèo, vô minh đau khổ nằm queo đáng người. Dạ, phổ thơ này của Hòa thượng Đức Đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Lạc Lê. Dạ, kính mời chị Lạc Lê. Dạ, kính lễ Đại Đức Minh Mẫn mới vào đạo tràng. Dạ, con kính anh Đại Đức. Cảm ơn cô Thị Duyên. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá và Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ Thiền Võ Minh Hạnh. Dạ, con kính định lễ Đại Đức Minh Mẫn. Dạ, con mến chào Huynh Quá Thế Ná Rạng Đông và Nhật Huỳnh Ái Minh. Dạ, con xin đọc và kệ có pháp cú số 28. Dạ. Ba mà đằng áp ba mà đề nà gia đà nu đà đi phần đi tổ bài nhà bà xà đa mà yút cha a sô sô cô kinh minh bát dằng bát ba ta thổ qua bùm mắt thề thì rô bà lê a quýt ca tị. Dạ, con xin đọc kệ. Bà ma đơn âm bà ma đề nang ya đa nu đa ti pần đi tô bành nhà ba sa đa ma du yang a sô cô sô kỳ minh ba chân ba ba tan thô qua bùm mặt thế đi rô ba lê a quýt ca tình ba ma đơn âm ba ma đê nàng ya đa nô đa ti pa đi tô ba nhà ba sa đa yút ya a sô cô sô kỳ minh ba chân ba ta ban thô qua bùm mặt thề đi rô ba lê a huynh ca tì. Người trí đẹp phóng dật, giới hành không phóng dật, leo lào cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Và đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Niềm tâm phóng dật lùi xa, thoát khỏi phiền não binh ma cuối đều, cao sơn trí tuệ khéo trèo, vô minh đau khổ nằm queo đám người. Và đó là bộ thơ của Ngài Giới Đức. Và con đã đọc và kể xong câu phúc cú số 28. Mấy mời vị kế tiếp ạ. Sa thú lành thay chị Tâm Phương. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ. Ấy mình kính chào quý anh chị. Tri ân cô Tội Duyên, cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn huynh trưởng. Xin phép trả bài câu pháp cú số 28. Ba mà đằng ấp ba mà đề ná gia đà nu ba ti bàn đi tù bàn nhà bà xà đa mà rì há a sô cô a sô ki nình ba chần ba ba ta thô quá cùng má thề thị đồ bà lời a quách khá tí. Bà ma đăng ấp bà ma đê na gia đa nu đa ti ban đi tô ban nhà ba sa đà ma ri ha a so cô so ki nin ba chăng ba ba ta thô và phun ma thê thi rô ba lê a quách kha tì. Người trí dẹp phóng dật,
với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng, phổ thơ của Hòa Thượng Minh Châu. Bà ma đăng áp bà ma đê na, dạ đa nu đa ti bàn đi tổ, bàn nhà ba sa đa ma ri ha, a so cô so ki nin ba chẳng, bà ba ta thô wa phum ma thê, thi rô ba lê a quạch kha tì. Ba ma đăng áp ba ma đê na, dạ đa nu đa ti bàn đi tổ, Ban nhà ba sa đa ma ri ha a so ko so ki nin ba chang ba ba ta tho wa phum ma the thi ro ba le a quay kha ti. Niệm tâm phóng dật lùi xa, thoát khỏi phiền não, binh ma cúi đèo, cao sơn trí tuệ khéo trèo, vô minh đau khổ nằm queo đám người, phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và kính nhân mít lại đạo tràng. Xà thú, xà thú lành thầy xích đại mình. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tam Ma Giá. Nam mô Sáng Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ của toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin được kể kinh pháp cú số 28 và kính cảm ơn Sít Hồng Nhật Huỳnh Sít Đạt Đồng Sít Đại Minh cho biết nghe rõ. Pa ma đang a pa ma de na ya da nu da ti pan di to pan ya pa sa da ma rui ha a so ko so ki ning pa chang pa ba ta tho va pu ma the thi ro ba le a we kha ti pa ma dang a pa ma de na ya da nu da ti pan di to pan ya pa sa da ma ru i ha a so ko so ki ning pa chang Bà bà tát thô và bù mà thê, thi rô bà lê a vê kha tì. Người trí đẹp, dẹp phóng dật, giới hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ. Nhìn trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Bản dịch của Ngài Minh Châu, niệm tâm phóng dật lùi xa, thoát khỏi phiền não, binh ma cuối đèo. Cao sơn trí tuệ khéo trèo, vô minh đau khổ nằm queo đám người. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Tha Gia Còn xin được xin mít. Dạ kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná. Dạ cảm ơn Sít Rạng Đông cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 28. Dạ cảm ơn Minh Vác Thả Ná cho bài học. Bát ma đằng ắt ba ma đề na giác đà nu đa ti bàn đi tơ bàn nhà bà sa đa ma ri a sơ cơ cơ a sơ cơ sơ ki nịnh ba chăng bát ba ta thơ qua phụng mê thê thị rô ba lê a quét khả tí. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phân vật, đeo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Và đây là bản kỹ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nhật Quỳnh mến chào Sích Trần Đạo vừa đào đạo tràng. Trần Đạo ơi, có ôn bài được không thì đưa bàn tay lên. Nhật Quỳnh nhường mic để là hết giờ. Trần Đạo ơi, alo Trần Đạo, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Alo Trần Đạo ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Không có trả bài rồi mà Trần Đạo nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Sa Khà Giá. Con
kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức minh mẫn cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô, kính lễ với cô tu nữ, kính chào với anh chị trên đạo tràng. Dạ, con xin kể câu kinh pháp cú số 28 ạ. Bà ma đăng ấp bà ma đê na giá đan đa tình thân đi tô bà nha ba sa bà ma hô di ha a sô khô sô kỳ nhân ba chăn bà ta ta hô và cung mắc thế thiếu ba lê ảo thiên sa tư bà ma đăng ấp bà ma đê na giá đan đa kỳ vẫn đi tô nha ba sa đà ma vi ha a so kho so ki nhân ba chăn ba pa tắc thô đồ tu mắc thêm thi rô ba lê a vai thiên kha tu nhìn tiếng về phóng vật nhân hạnh không phóng vật leo lầu cao trí tuệ không sầu nhìn khổ sầu bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà ma đăng ấp bà ma đê na đa nu đa kỳ văn đi tô bà nha ba sa bà ma ri ha a sô cô thô kỳ nhân ba chăng bà bắp ta thô và phù mạc tê thiêu ba lê a vét kha ti niệm tâm phóng vật người xa thoát khỏi phiền não bên ma cuối đời cao sơn trí tuệ phối kèo vô minh đau khổ nồng ve đáng người. Đó là phụ thơ của Hòa Thượng Minh Đức. Dạ, cảm ơn Vinh Vác Thanh Nga đã có bài. Dạ, xin mời bàn tay của chị Nhật Quỳnh ạ. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Xích Trần Đạo. Mến chào Xích Trần Phụng nhờ vào đạo tràng. Hết giờ rồi Trần Phụng ơi, Thân Phụng quan hỷ nha, ngày mai vào sớm một chút nha. Dạ, cảm ơn Trần Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, xa thú lành thai, Nhật Bình kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu và cô tu nữ tại duyên đã hoan hỷ ôn bài pháp cú kinh số 28. Dạ, bây giờ đã đến giờ chúng con học câu pháp cú kinh số 29. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Minh Mẫn dẫn dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Minh Quát Thanh Á cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam mô Ta sa pha ga qua tô ra ha tô sam ma sam buat da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng à, trồ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. C-
ca tam giới thừa ân phổ cập ma đam mưa lành rưỡi khắp thế gian á bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi á chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Ha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 29. Nhược bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Sa thú lành thay kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Quý vị nghe hơi nhỏ. Ủa, nghe rõ chứ hay là nghe hơi nhỏ, xin thưa quý vị. Alo 123. Quý vị nghe rõ hay là nghe nhỏ? Dạ nghe rõ chứ ha. Bây giờ sao Sít Trực Quỳnh nói nghe âm thanh nhỏ. Dạ rồi, nếu mà nghe rõ, nghe ok rồi thì chúng ta tiếp tục. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 29. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ này gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Appamatto Pamattesu. Appamatto Pamattesu. Đoạn thứ hai: Suttesu Bahuccagaro. Suttesu Bahuccagaro. Đoạn thứ ba: Abalasangwa sikhaso. Abalasangwa sikhaso. Đoạn thứ tư: Hitua ya ti sumethaso. Hitua ya ti sumethaso. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên Appamatto. Appamatto ở đây nếu mà mình dịch là sự ha, thì là sự chuyên cần. Appamatta là tên topic của phẩm. Thành ra đó là Appamatto đó. Mình dịch là sự chuyên cần hay là sự không dễ vui. Nhưng trong trường hợp này mình dịch là người. Tô ở đây chia theo chủ cách đó, mình dịch là người. Người chuyên cần hay là người không dễ vui. Rồi Pamattesu. Và Pamattesu là đối lại của cái từ trước, xin thưa quý vị. Ở trước đó thêm tiếp động ngữ á. Thành ra nó ra cái hình thức là Appamatto. Còn đằng sau này đó thì là Pamatta. Và Pamatta chia theo cách thứ 7, số nhiều. Thành ra có cái hình thức là Esu. Pamatta là đối lại. Đối lại với là Appamatta. Appamatta là người chuyên cần, người không dễ vui.
Thì Pamatta đó là người không chuyên cần, người dễ vui. À, mà này chia ta có thứ bảy thì thành ra mình dịch là trong những người không chuyên cần hay trong những người dễ vui. Trong hay là giữa gì cũng được. À, cách thứ bảy là nó thêm cái ý nghĩa gì đó. À, trên, trong, ở, tại, giữa. Thêm cái trạng từ đó vô. À, rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên xuất tê xuất là xuất tá, mà chia theo cách thứ bảy số nhiều. À, cách thứ bảy số nhiều chúng tôi đã lấy nghĩa trên rồi. Xuất tá, chữ xuất tá thông thường chúng ta thường nghe dịch đó là kinh. À, nhưng mà xin thưa với quý vị, chữ xuất tá ở đây đó là quá khứ phân từ của động từ xuất phát tích. Mà động từ xuất phát tích đó có nghĩa là ngủ mê hay là đang ngủ. Thì chữ xuất tá ở đây đó, à, chúng ta lấy theo cái nghĩa đó là danh tính từ chỉ cho người. À, xuất tá là người ngủ mê hay là người đang ngủ. À, xuất tê xuất là trong hay là giữa những người ngủ mê hay là những người đang ngủ. À, từ thứ hai, bahu cha garo, đây là một hợp tác tách ra bahu cộng với là cha gara. À, cha garo là cha gara chia theo chủ cách số ít. Cách thứ nhất số ít, bahu là nhiều, cha gara là tỉnh thức, nó đối lại với cái chữ xuất tá. Xuất tá là ngủ thì cha gara là thức. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên a ba la sang quá, đây là một hợp từ chúng ta tách ra a cộng với là ba la. A cộng với là ba la cộng với là asa. À, cộng với là y quá. Asa chia theo đối cách số ít. À, thành ra nó có cái hình thức là át xăng. Chữ á là không. Bá la là sức mạnh hay là sức lực. Át xá là con ngựa. Ý quá là ví như. Ví như con ngựa không có sức lực. À, thì không có sức lực có nghĩa là con ngựa yếu. Giống như ví như con ngựa yếu. Rồi từ thứ hai si khát xô. Si khát xô. Đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra si khát cộng với là á sát chia theo chủ cách số ít. À, thành ra là ô. Si khá là nó đối lại với là abala. Abala là yếu thì là si khá đó là mạnh, là nhanh. Thành ra đó là si khá xô. Si khá xô là con ngựa khỏe. Con ngựa có sức lực. Rồi. Đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên hitoa. Và hitoa đây là một cái động từ bất biến. Nó từ cái căn ha đó, là từ bỏ, buông bỏ.
cắt đứt, cắt bỏ. À, thì đây là quá khứ phân từ, cho nên chúng ta thêm vô cái chữ đó là sau khi đã, sau khi đã buông bỏ, sau khi đã từ bỏ. À, từ tiếp theo gia tí. À, gia tí đây là một cái động từ. À, động từ này đi theo cái chữ sumetasso đó. À, thành ra động từ này được chia ở ngôi thứ ba số ít. À, động từ này có nghĩa đó là có nghĩa đó là tiếp tục đi, hay là tỉnh tiến, hay là tiến tới không có lùi. À, và trong cái mạch văn này mình có thể dịch đó là đi một mạch về đích. À, từ cuối cùng, sumetasso. À, sumetasso ở đây đó là một hợp từ mình tách ra su cộng với là metasa, chia theo chủ cách số ít. À, thành ra nó có cái hình thức là ô. À, su là khéo léo thiện xảo nè. À, metasa là có trí. À, và thành ra đó là sumetasa đó là người có trí tuệ tốt đẹp, có trí tuệ hoàn hảo. À, mà chúng ta hiểu đó, trí tuệ tốt đẹp, trí tuệ hoàn hảo thì đó chính là A-la-hán thánh đạo trí, A-la-hán thánh đạo, A-la-hán thánh quả trí, tức là trí của bậc A-la-hán. À, thì lúc đó mới được gọi là sumetasso, là người có trí tuệ tốt đẹp, có trí tuệ hoàn hảo. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Dịch văn xuôi. Atato. À, ở đây đoạn 1 đó chúng ta hiểu là một câu, đoạn 2 là một câu, đoạn 3, đoạn 4 đó là một câu. À, và đoạn 1 đó chúng ta thấy không có động từ thì mình ngầm hiểu có cái động từ hô tí ẩn chứa ở trong. Appamatto là người không phóng dật. Pamattesu giữa những người phóng dật. Câu thứ 2. Pahuchagaru. À, là người có nhiều sự tỉnh thức. À, sút tê sút giữa những người đang ngủ mê. À, giữa những người đang ngủ mê. À, su mê thạ sô là bậc hay bậc hay là người ha, có trí hoàn hảo. Gia tí, bậc có trí hoàn hảo. Gia tí. Đi một mạch về đích. Là sau khi từ bỏ sự dễ vui nè, sự mê ngủ. À, chúng ta dịch lại. À, dịch kia quá khứ phân từ trước. À, là sau khi từ bỏ sự dễ vui, sự mê ngủ, bậc có trí hoàn hảo đi một mạch về đích. À, ý quá giống như Sikhaso, là con ngựa khỏe mạnh. À, con ngựa khỏe mạnh. Gia tí là đi nhanh hơn ha. Mà ở đây ngài hòa thượng ngài dịch đó là bỏ xa,
Abalasang, con ngựa yếu. Thì con ngựa khỏe bỏ xa con ngựa yếu đó. Đây chẳng qua là một cái hình ảnh ví dụ để nói lên người trí đó thắng người không trí trên bước đường tầm cầu đạo giải thoát, hay là trên bước đường đi về đích niết bàn. Rồi đó là văn việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 29 này. Và đây là cái cách của chúng tôi. Quý vị có thể tham khảo thêm các bản dịch khác, rồi qua đó chúng ta gọt giũa từ ngữ sao đó, để câu cú cho nó suông gọn, nghe hay hơn. Kính tri ân cô Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 29. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Xin lỗi quý vị. Sao sư? Có một vị sư đến đảnh lễ chào, xin về quê vì ông thân bệnh, rồi bà thân cũng bệnh luôn. Bây giờ chúng ta cùng nhau trở lại bài học. Ồ, giờ thì nghe nhỏ rồi hả? Dạ, vậy chúng tôi chỉnh nó lên. Dạ, rồi chắc là ok rồi. Arahang samma sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Abhivadami Svakkhato Phakkawata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Phakkawato Savakka Sangho Sangkhang Namami Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại rừng Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Thích Ca Phật. Kính tri ân chư quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ và nghe tốt. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 29. Câu kệ này cũng vẫn còn nằm ở trong phẩm Appamadawakka, hay là phẩm bất khinh xuất, hay là phẩm chuyên cần. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chetavana, đề cập đến hai vị tỳ kheo bạn đồng tu, Duê Sa Hai Phích Khúc Vách Thúc. Tương truyền rằng hai vị tỳ kheo này sau khi đi tu rồi đến Đức Thế Tôn để xin đề mục tu. Ở đây mình hiểu đó là hai vị này đi theo pháp hành.
cho nên mới xin đề mục để đi đến một cái xứ khác hành đạo. Và khi mà đến ở một cái tịnh xá cách kỳ viên cũng xa xa đó, thì một trong hai vị này nè sử dụng cái thời gian của mình đó, bằng cách là đi kiếm củi khô đem về rồi bỏ trong lò đó, đốt lên để mà hơ lửa cho nó ấm, rồi chuyện trò với các cái vị sư trẻ khác. Thì xin thưa quý vị, cái việc làm đó, vị tỳ kheo đó nghĩ rằng đó là một cái sự tinh tấn, một cái sự tinh tấn. Vì rằng mình làm như vậy đó có lợi cho mình, rồi cũng có lợi cho những người đến, người ta hơ lửa chung. Còn cái vị kia đó thì cố gắng thực hành theo những gì mà Ngài đã dạy, và thấy rằng cái vị sư bạn của mình đó chỉ lo việc đi kiếm củi rồi đốt lên hơ cho ấm, rồi là chuyện trò để mà giết thời gian không. Thì bắt đầu mới khuyên bạn của mình nói: này bạn, bạn đừng làm vậy. Nếu mà bạn làm vậy đó, tức là bạn đang dễ vui đó, mà dễ vui đó thì sẽ đi vào bốn đường ác đạo đó. Và làm như vậy đó thì không có lợi ích chi cho bạn cả, không có lợi ích chi đối với đời sống sa môn cả. Cái vị tỳ kheo kia đó khi nghe người bạn của mình khuyên vậy đó, thì xin thưa quý vị đó, không có nghe, không có nghe, mà cũng vẫn cứ làm theo cái tôi của mình, làm theo cái ý của mình, làm theo sở thích của mình. Cái gì mà tinh tấn thực hành theo những gì Đức Phật Ngài dạy đó, thấy rằng dù cho có khuyên thêm nữa đó, thì cũng vô ích. Thành ra đó là vị này mới thôi, nếu mà không có bạn đồng hành đó, thì là mình sống như con tên ngu một sừng, một sừng. Và vị này một mình hành sa môn pháp, tức là thực hành những lời dạy của Đức Phật. Đến cuối canh một đó, vị này đi kinh hành, và hết canh một đó thì vị này đi vào ở trong cái liêu thất của mình đó, thì thấy cái vị kia đó cũng vẫn cứ đang còi hơ lửa này, hơ cho ấm này, rồi là tám, nói theo cái kiểu tiếng Việt của mình đó, là vẫn còn đang tám. Cái vị lười biếng ngồi ngoài kia đó thì nghĩ rằng là ha, mình đến cái chỗ này nè là tìm vắng nè, mát mẻ nè, để mà ngủ cho nó ngon lành. Còn cái việc đó mà thực hành theo đề mục hay là án xứ từ nơi Đức Phật đó thì thôi, cái chuyện đó khó quá, bỏ qua đi. Vì đó nghĩ vậy á, thành ra đó là sau khi hơ lửa cho đã rồi đó thì là trở về cái phòng, cái cốc của mình đó tiếp tục ngủ. Còn cái người bạn kia đó thì là canh một đi kinh hành xong rồi bắt đầu qua canh hai đó là nghỉ ngơi cho nó lại sức một tí, rồi đến canh ba đó thì tiếp tục đó là tọa thiền. Và nhờ sự chuyên cần như vậy đó thì thành ra đó không bao lâu cái vị này đã đến
được đích, tức là thành tựu được cứu cánh đời sống tu hành, chứng đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích. Riêng cái gì lời biến kia thì là chúng ta hiểu rồi. Vì đó là chẳng những dậm chân tại chỗ mà còn bị lui sụp. Sau khi mãn mùa an cư 3 tháng, hai vị này cùng về Kỳ Viên lãnh lễ Đức Thế Tôn, rồi trình bày lên cái sự thành tựu tu hành của mình. Đức Bổn Sư Ngài tiếp chuyện thân mật với hai vị tỳ kheo này. Ngài hỏi: này các tỳ kheo, các ngươi có chuyên cần hành xong môn pháp không? Các ngươi có đạt được cái gì ở trong đời sống xuất gia chưa? Cái gì tỳ kheo mà sống lười biếng buông lung phóng vật đó, thì dành trả lời Đức Thế Tôn nói bạch ngài: cái vị sư bạn kia đó đâu có chuyên cần gì đâu, kể từ lúc ra khỏi chùa Kỳ Viên này nè, rồi đến cái chỗ hành đạo đó, thì ông ta chỉ có nằm ngủ rồi chơi cho nó hết ngày hết mà thôi. Cái Đức Thế Tôn thấy vậy, ngài mới hỏi: vậy chứ ngươi làm gì? Theo phóng vật đó mới trả lời bạch ngài: lúc rảnh rỗi đó thì con đi kiếm củi khô đem về chụm ở trong lò sưởi đó, rồi huynh đệ cùng ngồi chung với nhau sửa cho nó ấm, chuyện trò nhau. Rồi thời gian khác đó, thì con cũng trao đổi chuyện trò với nhau, không có dễ vui chi cả. Thì khi đó, đó Đức Thế Tôn ngài mới của trách cái vị tỳ kheo này nè. Ngài nói đó: ta là người chuyên cần, còn người chuyên cần thì ông đó, hay là ngươi đó, lại cho là buông lung phóng dật. Ông ở gần Như Lai này, hay là ở gần ta đó, thì cũng giống như là cái con ngựa gầy yếu thôi, chậm lục. Còn con của ta, tức là chỉ cho cái vị thánh lậu tận bên kia đó, thưa quý vị, sánh với ông đó thì như con, như một con tuấn mã thần tốc lanh lẹ, thắng bỏ ông rất là xa. Sau khi dạy vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới ngâm lên câu kệ: Apamatto pamatte su sutte subahu cha garo abalasang wasi khasu hi tuaya ti su me thasu. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch kệ thơ năm chữ, câu kệ này như thế này: tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch: trú niệm giữa kẻ buông lung, tỉnh thức giữa đám mê mung loạn cuồng, như con tuấn mã kiên cương, sau lưng bỏ lại lương ương ngựa hèn. Và chúng tôi cũng có dịch văn xuôi của cái câu kệ này nữa. Thành ra qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. Vậy thì thưa toàn thể quý vị, qua duyên sự nè, rồi qua phần chiết nghĩa từ vận nè, và các cái bản dịch đó, thì chúng ta hiểu câu kệ này Đức Phật ngài dạy cái gì. Cái ý ẩn chứa ở trong câu kệ này, ý chính là cái gì? Xin thưa quý vị, câu kệ này ở trong duyên sự đó đề cập đến hai người bạn, một người dễ vui và một người đó chuyên cần. Thì qua đó, đó chúng ta có thể hiểu đó, người dễ vui là đại diện cho pháp bất thiện, người gì chuyên cần đó đại diện cho pháp thiện.
Và trong vòng sanh tử luân hồi này, xin thưa quý vị, trong vòng sanh tử luân hồi đó, thì ai mà muốn thoát khỏi đó thì phải chạy đua với nhau. Cho nên đó là qua cái duyên sự này đó, chúng ta thấy đây là một cái cuộc chạy đua của hai người bạn. Và một cuộc chạy đua của hai người bạn, và hai người bạn đó đại diện cho thiện và bất thiện, thì xem như đó là một cuộc chạy đua của cái thiện và cái bất thiện. Vậy thử hỏi bà con ha, chứ người như thế nào đó, người như thế nào đó thì mới cố gắng đua để về đích, tức là đạt đến niết bàn, đạt đến cái chỗ gọi là vô sanh bất tử. Xin thưa quý vị, không có phải ai ở trong cuộc đời này cũng ý nghĩ có cái ước muốn, có cái ước nguyện vậy đâu. Mà chỉ đó là Paralokapayadassi, tức là người có cái sự xứ giới đời sau kiếp khác, hay nói cách khác hơn đó là người có cái sự sợ hãi đối với khổ tử sanh luân hồi đó. Thì người đó đó mới chịu tham gia cuộc đua thôi. Chứ còn mà người biết không có sợ súng nữa. Người mà khi thấy hiện tượng chết, hiện tượng già, hiện tượng bệnh, hiện tượng sanh xuất hiện, mà không có rung động, không có kinh cảm, không có sợ hãi, không có liên tưởng đến bản thân của mình đó, thưa quý vị đó, người đó không có tham gia cuộc đua được đâu. Không có tham gia cuộc đua được. Và với những ai đó mà có cái sự sợ hãi đối với đời sau kiếp khác vậy đó, có cái sự sợ hãi đối với khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết vậy đó, thì người đó đó lúc đó đó sẽ có cái sự sợ hãi đối với tai họa nè, bệnh tật nè, chết chóc vân vân. Thử hỏi quý vị ha. Chứ mình có biết được đó, hiện giờ đó ha, là dịch COVID đang hoành hành, thì mình có bảo đảm, có biết chắc được rằng mình sẽ không có bị nhiễm không? Rồi COVID này nè, không có ảnh hưởng tới mình đâu. Không. Tai họa, bệnh tật, chết chóc, tai bay họa gởi đó đó, đó là những cái loại khổ, xin thưa quý vị, nó hiện bày ra, nó thể hiện ra bên ngoài. Và các cái loại khổ đó đó, mình không biết là loại nào nó sẽ đến với mình, nhiều hay là ít, mình không biết được nó đến với mình bằng cách nào. Mình không biết được nó đến với mình lúc, không biết được nó đến với mình ở đâu và ở đâu. Thì tôi hỏi quý vị ha, khi mà nó đến với mình đó, mà tâm mình nè chưa có mạnh mẽ nè, chưa có định tĩnh nè, thì mình có run không, có sợ không, có hoảng loạn không? Xin thưa, tất nhiên là như vậy, tất yếu là như vậy. Với phàm phu đó, thì khi mà các cái tai họa, bệnh tật, chết chóc, xin lỗi, phàm phu ở đây đó là phàm phu vô văn, không hiểu, không học, không thực hành theo pháp của Bậc Thánh đó. Thì dạng phàm phu đó, khi các cái tai họa, bệnh tật, chết chóc này đó mà nó đến, thì người đó sẽ dễ dàng hoảng loạn, sợ hãi, sợ sệt. Và rồi trong cái tâm trạng hoảng loạn, sợ hãi, sợ sệt đó,
để điều tiết mà. À, với các cái tai họa bệnh tật chết chóc đó đó. À, thì xin thưa quý vị, bằng tâm thái gì? Do sợ sệt vậy thì bắt đầu đó là cầu khấn, là van xin, là tìm đủ mọi cách. À, để làm sao đó đừng có bị cái đó nữa. Dạ, đừng có bị cái đó nữa. À, thì lúc đó đó là người ta giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng cách là gì? Tạo ra cái nhân để tiếp tục có nỗi khổ niềm đau khác. À, mà nói theo thập nhị nhân duyên là vô minh duyên cho hạnh. Đó, vì không có hiểu rõ ha, tai họa bệnh tật chết chóc đó đó là cái hiện bày của cái quả khổ. Dạ, hiện bày của cái quả khổ. À, mà sở dĩ có cái quả khổ đó là vì do mình đã từng gieo cái nhân nhân khổ. À, nói chung đó là gieo nhân bất thiện. À, nhân bất thiện đó đến thời kỳ nó trổ quả thì nó bày ra nhiều nhiều loại vậy. À, thì muốn muốn bỏ cái đó thì buộc lòng là phải từ bỏ đi cái nhân bất thiện, tạo ra nhân thiện. À, thì từ bỏ nhân bất thiện tạo ra nhân thiện thì xin thưa quý vị, đó là một cuộc đua đó. À, đua giữa thiện, đua giữa thiện và bất thiện. À, thì thành ra đó, ở đây đó mình hiểu cho nó rộng ra đó, Appamatto đó, người chuyên cần hay là người không phóng dật. Người chuyên cần, người không phóng dật này mà mình hiểu rộng ra đó, đó là người thực hành thiện, thiện nghiệp. Còn ta mắt tán là dễ vui hay là phóng dật là người thực hành theo bất thiện nghiệp. À, và trong đời sống này chúng ta thấy đó ha, chỉ tồn tại cái sở hành của chúng sinh, sở hành của chúng sinh phàm phu vô văn, không có học, không có hiểu, không có thực hành theo pháp của bậc thánh đó, chỉ có hai loại sở hành vậy thôi. Và đa số đó là thiên về sở hành bất thiện. Thiên về sở hành bất thiện. Thì thành ra đó là trong số phàm phu này nè, những ai đó mà có thân cận gần gũi với bậc chân nhân, có thân cận gần gũi với bậc thiện tri thức, có thân cận gần gũi với chư hiền thánh tăng, có thân cận gần gũi được với chư Phật đó. Thì người đó thấy ra, nhận ra là cứ hễ khi nào đó mà mình còn tử sanh luân hồi đó, tử rồi sanh tiếp tục đó, thì tất yếu mình sẽ vẫn cứ còn là gì, bị hết tai họa này tới tai họa kia, mình sẽ còn bị hết loại bệnh tật này đến loại bệnh tật kia. Có khi đó là bị dịch bệnh, mình hết chết lần này rồi đến chết lần kia. Từ chỗ đó mà ngao ngán chán chường quá, thì thành ra là cái gì, cố gắng siêng năng tinh tấn, hướng cái tâm của mình đến cái vô sanh bất tử, để mình không còn bị chịu các cái tai họa bệnh tật chết chóc này nữa, cái tai họa bệnh tật chết chóc này nữa. Thì khi mà bản thân của mình xin thưa quý vị sống thiện, không có sống bất thiện nữa đó. Vậy thì thử hỏi bà con chứ, dựa trên cái cơ sở nào để mình cam tâm tình nguyện sống thiện, mình không có sống bất thiện? Rồi sống thiện là sống như thế nào? Sống thiện thì nó hướng mình đến đâu? Sống bất thiện là sống như thế nào? Sống bất thiện nó hướng mình đến đâu?
thì xin thưa quý vị đó, để mình sống được thiện đó thì buộc lòng mình cũng phải hiểu nè. Sống thiện, nói thiện, làm thiện, suy nghĩ thiện thì tất yếu mình sẽ có cái kết quả vui, kết quả an lạc, kết quả hạnh phúc. Còn mà mình nói, làm, suy nghĩ bất thiện thì tất yếu dẫn đến đó là khổ đau, quả khổ đau. Thì quả khổ đau đó nó hiện bày ra rất là đa dạng. Thất nghiệp nè, rồi mình bệnh nè, rồi con bệnh nè, rồi vợ bệnh nè, ông bà cha mẹ bệnh tật nè, rồi là cái gì, thất nghiệp nè, vân vân, đủ loại vậy. Như vậy thì phải dựa trên cái cơ sở của nhân quả nghiệp báo. Sống thiện là cho quả vui, sống bất thiện là cho quả khổ. Thì từ cái chỗ đó mình mới cam tâm tình nguyện là sống thiện để mình có cái quả vui, sống thiện để cho mình đó tốt hơn, những người thân của mình đó cũng tốt hơn, cũng tốt hơn. Nhưng mà rồi nè, đến một lúc nào đó đó, khi mình thấy rằng nè, sống thiện, đời sống của mình nó tốt hơn vậy, những người thân yêu của mình tốt hơn vậy, như là gì, mình bố thí nè, trì giới tu tiến nè, để cho cái quả hú lậu đó, là đời sau kiếp khác mình sanh ra nè, mình bản thân của mình đó, được nhiều của cải tài sản, hoặc là sinh ra trong gia đình được nhiều của cải tài sản, bản thân của mình đó có danh vọng địa vị trong xã hội, sinh ra trong gia đình có địa vị danh vọng xã hội, bản thân của mình đó là có trí tuệ thông minh đối đạt, sinh ra trong gia đình có trí tuệ thông minh đối đạt. Thế nhưng mà bắt đầu cái ý thức của mình cao hơn tí đó, là giàu có nè, có danh vọng, có tri kiến, mà mình ha vẫn còn tồn tại trong hình thức này là hình thức kia, hình thức con người hay là hình thức chư thiên, thì tất yếu đó cũng vẫn cứ còn bị tai họa, bệnh tật, chết chóc, nó rình rập đâu đó đó, nó rình rập đâu đó. Bắt đầu mình mới hướng cái hành thiện đó cao hơn, cao hơn tí nữa. Đó là hành thiện đó, đó để dẫn đến cái gì? Không còn mong cái quả nữa, không còn mong cái quả hú lậu đó nữa. Đó mà hành thiện đó hướng đến để từ bỏ đi tham lam sân hận si mê, để từ bỏ đi cái sự thích cái này, ghét cái kia. Đó, từ bỏ vậy đó thì bắt đầu đó, cái thiện đó đó ha, mới đưa mình đến cứu cánh, đưa mình đến đích được. Dạ, đưa mình đến đích được. Và như vậy thì sao sư thú vị? Câu kệ thứ hai, xuất tê xu bá hữu cha ta rô, là hãy làm một cái người tỉnh thức, có nhiều tỉnh thức giữa những người đó là đang ngủ mê. Thì người đang ngủ mê là như thế nào? Ngủ mê ở đây đó là mình hiểu là cái gì? Là họ bị cái màn vô minh đấy, xin lỗi, bao phủ, bóng tối, bao vây. Con mắt của họ đó bị che bởi nhiều cái lớp kính. Thành thử ra là gì? Họ sống thiếu hoặc là gì? Không trách nhiệm đối với bản thân của họ. Còn người có nhiều sự tỉnh thức đó, là người sống là có ý thức rõ ràng trách nhiệm đối với bản thân của họ. Rõ ràng trách nhiệm đối với bản thân của họ là như thế nào? Rõ ràng trách nhiệm đối với thân hành, khẩu hành, ý hành. Thân hành, khẩu hành nếu là bất thiện thì dẫn đến bị quả khổ đau, tai họa, bệnh tật, chết chóc. Còn thân hành, khẩu hành mà thiện thì dẫn đến
đến quả lành, quả vui, quả hạnh phúc. À, từ chỗ đó đó họ mới thu thúc, họ mới gìn giữ thân hạnh, khẩu hạnh, ý hạnh của họ. À, và sống nhớ biết như vậy, do sống nhớ biết như vậy được gọi là người ha có nhiều tỉnh thức giữa những người đang mê ngủ. Và giữa những người đang mê ngủ, và vì nhờ nè, thu thúc gìn giữ tam hành nè, rồi cố gắng phát triển thiện nghiệp đến một cái chỗ, và đến một cái chỗ có thể từ bỏ tham lam sân hận si mê, sống không dựa trên cơ sở của thương ghét, tức là sống không có dựa trên bổn pháp thiên vị nữa. Đó là thương nè, ghét nè, sợ nè, ngu đần mới đối đãi đối xử với người này người kia. Thì không còn sống không còn dựa trên cái cơ sở của bốn pháp thiên vị vậy nữa đó. Thì xin thưa quý vị, người đó có được gọi là Sumetasu không? Xin thưa được. Vì sao ? Sở hành hành vi lối sống của người đó không có dựa trên bốn không có dựa trên bốn pháp tư vị nữa. Tức có nghĩa là cái gì? Là người đó đã không còn tham lam sân hận si mê nữa. Đã không còn tham lam sân hận si mê nữa. Thì với người vậy đó là họ đã nắm một mạch về đích rồi đó. Gia tí Sumetasu là người đó đã đi thẳng một mạch về đến đích. Nội tâm của họ không còn phiền não, chứ không còn phiền não nữa. Thì nội tâm của họ không còn phiền não vậy là do cái gì? Do dựa trên cơ sở của cái gì? Tri kiến hiểu biết về nhân quả nghiệp báo nè, tri kiến hiểu biết về tam tướng nè. Từ chỗ đó dẫn đến là gì? Họ mới thu thúc gìn giữ thân hành, khẩu hành, ý hành, tức là họ đã thành tựu được ba chánh giới đó quý vị. Mà thành tựu được ba chánh giới này là dựa trên cơ sở của chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến thành tựu được thì thành tựu được chánh tư duy. Chánh tư duy thành tựu được thì thành tựu được ba chánh giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì do họ thành tựu được vậy thì thành ra cái là họ đã từ bỏ được cái gì? Và mắt tá là dễ vui nè, xuất tá là mê ngủ. Em mà rộng ra đó là họ đã từ bỏ được phiền não, hết phiền não. Thì với người mà từ bỏ được hết phiền não vậy thì người đó đã thành tựu được năm lực. Và thành tựu được năm lực, thành tựu được ngũ lực. Thì thử hỏi bà con chứ với người thành tựu ngũ lực đó thì cái tâm của họ có đủ mạnh không? Họ có được ví như là con người sinh thá không? Xin thưa, phải. Thì thành tựu được năm lực ở đây đó là gì? Là tín, tấn, niệm, định, tuệ lực. Ai mà thành tựu được năm loại lực này thì người đó đã về được định đích. Đã về được định đích. Còn ai mà không có thành tựu được hay là không có năm loại lực này thì xin thưa quý vị đó, trên đường đó đi về đích, đi đến Niết Bàn đó thì người đó đó là còn ở đâu đâu đó. Dạ, còn ở đâu đâu đó. Thì cái đường đua ha, mà người ta đã về đích rồi mình còn ở đâu đâu đó thì chứng tỏ mình là người quá yếu. Giống như con người yếu vậy đó. Mà quá yếu ở đây đó có nghĩa là cái gì? Là bản thân của mình đó không có trang bị nè, không có tu tập, không có làm cho thành tựu được tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thì vấn đề ở đây đó mình hiểu năm cái loại này là gì? Tín nè, là mình tin nơi Phật Pháp Thắng. Tính là mình tin nhân quả nghiệp báo. Tính là mình tin
con đường tam học đó, hay là con đường bát chánh đạo đó, đó có thể dẫn mình về đích, dẫn mình thoát khỏi khổ tử sanh luân hồi, tính là như vậy. Thì mình có hiểu, có tu tập, có thực hành theo để thành tựu được tính này hay là không? Nếu mà mình không có, dạ thì trên đường đua về đích về niết bàn đó, đó là mình ở đâu đâu đó. Thậm chí mình còn chưa có, còn mình đã thành tựu được rồi, thành tựu được tính nè, thành tựu được tấn. Tấn ở đây đó là gì? Là tinh tấn, là loại bỏ đi các bất thiện pháp, tinh tấn để thành tựu các thiện pháp. Niệm là nhớ biết, nhớ biết bất thiện cho quả khổ, thiện cho quả vui. Tu tập bát chánh đạo mới thoát khỏi mọi khổ đau. Nhớ vậy đó. Định là gì xin thưa quý vị? Lòng kiên định của mình, lòng kiên định mình đối thiện pháp, lòng kiên định của mình đối với con đường bát chánh đó, và an trú cái tâm của mình ở trong thiền tập. Tuệ là sự hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, tam tướng, bát chánh đạo hướng đến, từ bỏ tham lam sân hận si mê. Mình có hiểu, có thực hành để thành tựu được năm đợt này không? Nếu có thì xem như đó mình là người như con ngựa xin tha. Còn mà không thì mình là con người con ngựa yếu, con ngựa hèn. Trên cuộc đua đạt đến chỗ vô sanh bất tử, ai mà không có hiểu, không có tu tập năm pháp này thì xin thưa cái đích đó nó xa vời vợi. Và ai mà có học, có hiểu, có tin, có thực hành theo đó, thì xin thưa người đó cũng phải là người phải có sự sợ hãi, kinh cảm đối với khổ tử, khổ già, khổ bệnh và khổ sanh. Ước mong tất cả chúng ta ở trong room này đã học cái bộ môn pháp cú kinh này rất là lâu rồi, rồi cũng học thêm các cái bộ kinh khác nữa. Thì qua việc học pháp này của Đức Phật khiến cho tất cả chúng ta ở đây đó trở thành là người Paralokapayanasi, là có cái sự sải đối với đời sau kiếp khác. Từ chỗ đó đó mà ráng cố gắng tinh tấn siêng năng thực hành các cái thiện pháp, dù là thiện pháp nhỏ cũng đừng có bỏ qua. Và rồi ráng cố gắng sống tỉnh thức, biết nhớ mình, sống có trách nhiệm đối với bản thân của mình, để từ bỏ đi khẩu ác nghiệp, thân ác nghiệp, ý ác nghiệp, mà thực hành khẩu ác khẩu thiện nghiệp, thân thiện nghiệp, ý thiện nghiệp. Đến một lúc nào đó thành tựu được năm lực. Năm lực là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thì lúc đó mình về được đến đích, thì xem như trên cuộc đua trong vòng tử sanh luân hồi đó, mình cũng là người về đích được, giống như các bậc tiền bối, tức là giống như chư Phật toàn giác nè, chư Phật độc giác nè, chư Phật tinh văn. Là mình cũng về đích được giống người ta đó, xin lỗi gì. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 29 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh.
Phước báo khác sinh được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật Pháp. Phước báo khác sinh được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt. Dạ, sa thủ, chúng con kính tri ân đầy đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 29 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, con kính thỉnh đại đức Minh Mẫn chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời rum. Và con kính dâng mít đến sư. Kính thỉnh đại đức Minh Mẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời rung. Và con kính dâng mít đến sư. Phawatu sapa mangalang rakantu sapa dewata sapa Buddha nu pha we na sapa tham nu pha we na sapa sangka nu pha we na sada sote pawan tu te. Cầu xin cho quả của tâm minh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng Minh Hạnh đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chân chân được thọ trì vi giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya re wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta ram ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mat cha na wa ca cha bit kha vô sa ra mi ca da na ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha ik sa ra Sappana bu su khi ta ba quan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam ba wa a cha ta a tha bu pa ma ti ca ni ya ni căn tham ma wa ti te sap pe pi du kha sa kha ron tu sang kha yang tha bu chi rang sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang cô hồ tu sa ma hi ta ya cha am he rat kham tu sắc tham mô sắp pe pi tham ma cha ri no uất thiêm sam pa hu na ya ma tham ma ri ya ri te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn, xin xuống nước.